Năm nay, thành phố Thanh Hóa bố trí 30 điểm bán hoa cây cảnh, đồ trang trí Tết Nguyên đán để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Ủy ban nhân dân các phường xã đã xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường tại các điểm bán hoa cây cảnh. Năm nay, ngoài 30 điểm bán hoa, cây cảnh, đồ trang trí đã được bố trí, thành phố Thanh Hóa nghiêm cấm việc tổ chức bán hoa cây cảnh ngoài khu vực cho phép, nhất là tại các khu vực như Quảng trường Lam Sơn, các đại lộ Lê Lợi, Đông Tây, Võ Nguyên Giáp, Quốc lộ 1A. Ủy ban dân đã giao phân công nhiệm vụ cho công an và tổ quy tắc để bố trí các cái vị trí bán hoa. Hai là sắp xếp cho các hộ kinh doanh để làm sao đảm bảo được cái an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông trong các cái vị trí mà đã được sắp xếp bán hoa cảnh theo phương án bố trí của thành phố. Năm nay, số điểm bán hoa cây cảnh TP. thành phố Thanh Hóa bố trí tăng hơn 6 điểm so với năm ngoái, chủ yếu ở các địa bàn đông dân cư nhằm phục vụ tốt nhu cầu mua sắm vui xuân đón Tết của người dân và kiểm soát hiệu quả an ninh trật tự và mỹ quan đô thị.